mua bán ma túy và lấy căn hộ cho thuê để tổ chức sử dụng bay lắc. 6 bị cáo từ 19 cho đến 31 tuổi cùng trú tại quận Sơn Trà, gồm Lê Văn Hải, Đỗ Tấn Tiến, Phan Huỳnh Minh Thuận, Luyện Thị Thùy Trang, Trần Đình Khoa, Nguyễn Thị Thu Trang vừa bị tòa án nhân dân quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại phòng 301 căn bộ Ruby House, Tiến đứng ra khởi xướng, kêu gọi Thuận, Thủy Trang, Đình Khoa cùng nhóm bạn của mình góp tiền mua ma túy và sử dụng địa điểm do mình quản lý để tổ chức sử dụng. Tiến đưa tiền góp được cho Thủy Trang liên hệ Hải để lấy một gói ketamine và ba viên thuốc lắc. Khi công an quận Sơn Trà phối hợp với công an phường An Hải Bắc kiểm tra đã bắt quả tang năm bị cáo đang thả sức bài lắc trên bàn có một địa sứ chứa ma túy ketamine và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua thử test, năm trên sáu đối tượng dương tính với chất ma túy. Trước hội đồng xét xử, các đối tượng thừa nhận hành vi sai trái của mình. Tòa án nhân dân quận Sơn Trà tuyên phạt năm bị cáo Tiến, Thuận, Thùy Trang, Thu Trang, Đình Khoa từ 5 năm 3 tháng tù đến 8 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Văn Hải 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.